Rồi à mọi người thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chọn đáp án các bạn ạ. Nếu các bạn chưa xem video trước thì các bạn hãy xem mình dịch cái đoạn này và sau đó quay trở lại cái video này để chúng ta chọn đáp án. Câu hỏi À chúng ta sẽ bắt đầu bằng câu hỏi ví dụ trước các bạn. Tsosi musi Tức là bọn trẻ cần phải mang gì tới? vào ngày thứ hai. Có bốn đáp án như sau: bi chì, nước uống, pen nào, hộp bút, pastel kì, bút chì màu, sejuf kì là đôi dép. Thì theo cái đoạn này là ponjeli đây, cái từ ponjeli đến tận đây các bạn ạ, thì các bạn sẽ chọn là sejuf kì tất cả đôi dép. Trên này Đấy chính là đáp án trả lời cho câu hỏi này. Tiếp theo câu hỏi số 6. Odgdy muzhou deti khodit na Tức là bọn trẻ có thể đi ăn trưa vào lúc nào? Thì chúng ta sẽ có là bốn đáp án từ ngày thứ hai, từ ngày thứ ba, từ ngày thứ tư và từ ngày thứ năm. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái từ OBD nó xuất hiện ở đâu thì chúng ta sẽ xem. Đây chúng ta không đây OBD Budo Otirenas Nua Nua. Tức là nó vẫn thuộc vào trong cái ngày thứ hai đây. Đây. Còn thứ ba là từ khúc này thì chúng ta là từ thứ hai là chúng ta đã có thể ăn trưa từ lúc 11 giờ. Thì đáp án ở đây chính là vào ngày thứ hai. Không phải là vào ngày thứ hai mà là từ ngày thứ hai. Cái từ ot là từ. Còn vào ngày thứ hai là v pondeli Câu hỏi số 7. V kolik hodin bude škola končit v úterý? Tức là vào thứ ba thì lúc nào sẽ tan trường? Thì chúng ta có 4 đáp án. V devet 15 9 15. V devet 11 giờ. V devet 40 mười một giờ bốn mươi V Vanats Chitset Pet À một lưu ý nữa các bạn khi nào chúng ta dùng vờ khi nào chúng ta dùng ve thực ra thì vờ hay ve đều được nếu các bạn ở trong văn viết thì các bạn viết vờ hay ve đều đúng nhưng ở trong văn nói người tiếp người ta chỉ dùng thêm chữ e sau chữ V cho nó dễ phát âm thôi các bạn nên là các bạn không cần phải uh, băn khoăn gì về việc mình viết vờ hay ve gì hết nha các bạn chỉ cần nhớ là vờ là được thì chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án uteri tức là uteri là thứ ba thì chúng ta sẽ cùng nhau xem thứ ba thứ ba là cái khúc này đây thì là cái gì nhỉ tức là tan trường vào lúc nào đây, con chim này. Tức là kết thúc 35 thì chúng ta sẽ chọn đáp án là 12.35 Đây, đúng đáp án này luôn các bạn. Đây. Tức là chúng ta chọn đáp án D, 12:35. Są nepotrzebují dzieci ve škole úterý. Đây là nepotrzebují, tức là không cần bọn trẻ không cần thứ gì vào thứ ba thì có bốn đáp án là hộp bút bút chì màu cặp sách và bộ đồ thể thao thì ngày thứ ba là khúc này thì người ta có ghi rõ đây là bọn trẻ cần phải mang theo cặp sách hộp bút và bút chì màu thì đáp án đúng ở đây của chúng ta là sportovní oblečení tức là đồ quần áo thể thao câu hỏi tiếp theo co budou dělat děti ve škole ve tức là bọn trẻ sẽ làm gì vào thứ tư ở ngoài trường đây ve tức là ở ngoài trường có bốn đáp án budou dělat školní projekt. Je to bon tre, se làm hoạt động ngoài khóa. Budou se učit podle rozvrhu. Tức là sẽ học theo thời khóa biểu. Budou sportovat na olympiáde. Tức là bon tre, sẽ thi đua thể thao. Budou dostávat žákovské knížky. Tức là sẽ nhận được sách giáo khoa thì chúng ta sẽ cùng nhau xem cái phần thứ tư các bạn ạ phần thứ tư đây tức là khúc này thì là có Olympic ngoài trường à, câu hỏi là gì nhỉ Tobudo Yelat tức là bọn trẻ sẽ làm gì thì bọn trẻ sẽ thi Olympia thôi các bạn tức là sẽ đây tức là sẽ Budo Sportovat na Olympia je. tức se sẽ thi đấu các môn thể thao Olympic. Chúng ta cùng tới với câu hỏi cuối cùng. Co se koná ve čtvrtek odpoledne? Điều se sẽ xảy ra vào chiều thứ năm? Thì có bốn đáp Tři projekt, třídní schůzka, odpolední výuka, sportovní soutěž. Tak tři dní projekt, là... <laughs> hoạt động ngoại khóa học phụ huynh odpoetni vi uka, tức là học buổi chiều và sportovni soutej là cuộc thi đấu thể thao thì họ hỏi chúng ta ở đây là vào chiều thứ năm thì chúng ta sẽ xem cái đoạn thứ năm các bạn ạ đây thứ năm và thứ sáu tức là nguyên cả cái đoạn này thì người ta có viết đây là họ sẽ học theo thời khóa biểu nhưng mà nó sẽ kết thúc vào lúc 11 giờ 40 tức là lúc đó là không phải buổi chiều mà là buổi sáng mà buổi chiều chúng ta sẽ có buổi học phụ huynh vào lúc 17 giờ đây chính là Sydney School School và nó sẽ vào thứ năm từ lúc 17 giờ tức là vào buổi chiều thì đáp án đúng ở đây chính là Họ phụ huynh Trini Schuska. Chúng ta cùng nhau kiểm tra đáp án. Và chúng ta đã làm đúng hết.